Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv573.com. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Gina Quách và MTM Pharmacy. Và ngày hôm nay một lần nữa Mỹ Linh đang có mặt tại MTM Pharmacy số 4, và ở đây đó thì nằm ngay trên đường Bosa có phố đường Edward. Quý vị nào mà ở trong khu vực gần đây thì nhớ ghé đến địa điểm này nhé. Và hôm nay một lần nữa mời quý khán giả cùng chúng tôi nói chuyện với dược sĩ Tina Quách của MTM Pharmacy. Dạ, hello chị. Chào Mỹ Linh, Tina xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình 57.3. Dạ, thưa chị Tina, phần đầu của chương trình Câu chuyện đời sống thì hôm nay chị sẽ chia sẻ với các khán giả câu nói dễ thương nào? Câu nói bữa nay Tina có là câu này: có hoạt động 6 ngày liền trong tuần lễ mới nhận thấy giá trị của ngày chủ nhật. Dạ, đúng vậy. Đúng quá, đúng yeah. Không học yeah. Tina biết Tina với Mỹ Linh hai đứa mình đứa nào cũng làm việc từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Yeah. Ừ. Cho nên ngày chủ nhật Mỹ Linh giá trị, nếu mà Mỹ Linh thấy ngày chủ nhật rất là đáng quý, Mỹ Linh làm gì vào ngày chủ nhật? Em hả, là em lại không được nghỉ ngày chủ nhật mà em nghỉ ngày thứ ba. Cho nên là ngày thứ ba là ngày đáng quý của em, tại vì công việc nó hơi đặc thù thì chủ nhật lại thường có nhiều event cho nên là phải đi làm. Cho nên ngày thứ ba là cái ngày tuyệt vời nhất, là có thể ngủ dậy trễ nhất. Cái điều đó là the best one, là được ngủ nhiều hơn. Xong rồi mình thích làm những gì cho bản thân mình thì mình làm, ví dụ như là được dọn dẹp cái căn phòng của mình nó tươm tất hơn. Rồi em thích được coi cái bộ phim mình thích vào cái ngày mình nghỉ. Rồi xong rồi đọc những cái quyển sách mà mình thích mà mình cứ lỡ dở hoài mà mình chưa có đọc xong, thì thường em dành thời gian vào ngày nghỉ để mà làm chuyện đó. Rất là hay. Yeah. Thì đang nghĩ cái ngày mà mình thấy giá trị đáng quý nhất là cái thời giờ của ngày đó mình dành cho những người mà mình thương. Dạ đúng vậy. Và dành cho bản thân mình đó. Bản thân mình và giống như Tina là con cái của mình. Dạ. Đó cho nên là, nhưng mà cái điều quan trọng là mình đã phải vất vả luôn cả một tuần rồi mình mới trân trọng được cái ngày nghỉ đó. Mình mới cảm thấy ok, mình đã làm việc suốt cả tuần. Đây là cái ngày xứng đáng dành cho mình, giống như mình tự thưởng cho mình cái ngày đó vậy. Cho nên rất là quan trọng, mình phải enjoy cái ngày nghỉ của mình. Dạ, và bây giờ thì câu chuyện đời sống ngày hôm nay nó là một chủ đề rất là hay để mà dành cho những người phụ nữ nào mà mình gọi là hơi overweight chút xíu, mình muốn có một cái thân hình đẹp, thì người ta thường hay nói đến cái biện pháp đó chính là detox, tức là thanh lọc cơ thể một cách đặc biệt. Thì như vậy đó, hôm nay mình sẽ bàn về vấn đề này cho chị em phụ nữ được không chị? Được. Bây giờ cái khuynh hướng bây giờ đó, mọi người rủ nhau detox. Detox 3 ngày, detox 7 ngày, detox 14 ngày, nhiều người detox 28 ngày. Yeah. Đúng không? Ừ. Thì trước hết detox, Mỹ Linh đã trải qua cái kinh nghiệm detox rồi. Yeah. Thì detox là gì vậy? Dạ, detox tức là việc thanh lọc cơ thể của mình. Thanh lọc bằng cách là mình sẽ không có nạp năng lượng vào trong cơ thể của mình trong suốt những ngày mà gọi là mình detox, là trong những ngày đó mình không có ăn. Không có ăn uống gì hết, even là giống như là ngày đó mình chỉ dùng cái loại nước đặc biệt thôi, đó là nước trái cây. Mà những loại trái cây có nhiều chất chua. Và lúc đó là khi em detox 3 ngày như vậy là chỉ có nước cà rốt xay, rồi broccoli, rồi táo xanh xay lại, rồi xong chỉ uống cái đó thôi. Mà uống giống như mà một ngày như vậy, không phải lúc nào cũng uống nhiều đâu, mà uống 3 lần trong ngày. Một lần là một bình khoảng chừng 6-7 ounce, là uống như vậy và không ăn bất kỳ một cái gì hết. Even một chút xíu đồ ăn cũng không có vào trong cơ thể mình luôn. Và như vậy là bắt đầu là sau 3 ngày đó thì mình mới thấy cơ thể của mình nó different. Và kinh nghiệm người ta gọi detox là thanh lọc cơ thể, đặc biệt là vậy, tức là không nạp một nguồn năng lượng nào khác vào trong cơ thể mình để cơ thể mình được thanh lọc, và lúc đó mình chỉ dùng trái cây thôi mà có nhiều đồ chua để cho cơ thể mình nó thả những cái chất mỡ đồ này kia. Dạ. Tina đó thì theo về khoa học, về y học đó thì cơ thể mình thải những chất độc ra dùng vào nhờ những cái cơ quan nào? Thứ nhất là cái đường tiêu hóa của mình đúng không? Mình đi tiêu ra. Thứ hai là qua cái thận. Đó là mình đi tiểu ra, đúng không? Cái thứ ba là qua gan. Gan thì nó lọc máu. Lọc máu trước khi lọc qua máu, rồi trước khi đó máu nó mới đi ra qua thận, rồi nó mới thải đồ ra. Thì khi mình detox như vậy thì Tina nghĩ là mình muốn cho gan với thận của mình đó giảm bớt cái máy đó, nó hoạt động nó nhẹ lại đi một chút xíu. Dạ đúng rồi. Tại vì nó lọc đồ ăn nhẹ nhàng, nó không có thịt mỡ, không có quá nhiều protein để nó phải làm việc vất vả, phải không chị? Nhưng mà cái detox nó có tốt cho tất cả mọi người hay không vậy? Tại vì theo Mỹ Linh nghĩ là như thế nào? Tại vì nếu mà mình không ăn không uống thì mình mệt mỏi, mình thiếu energy, rồi làm sao mình đi làm việc được? Em thì em lại thấy bình thường.
em lại không bị một cái vấn đề gì hết. Giống như chỉ có cái ngày đầu tiên là cái ngày quan trọng nhất, coi thử mình có gọi là cái tinh thần của mình có mạnh mẽ hay không là ngày đầu tiên thôi. Là tại vì thật ra cái nước trái cây mà mình uống nó đã có glucose trong đó, nó có đường trong đó rồi. Thật ra chỉ cần cái đường đó thôi là làm cho mình tỉnh à. Cảm thấy rất là bình thường, chỉ có điều là mình giống như cái đầu của mình á, mình nói ồ mình phải ăn á, tại sao lại cơ thể của mình lại không được ăn vậy, thì bắt đầu mình nhìn thấy đồ ăn là mình cảm thấy là mình rất là thèm. Lúc thật ra nó cũng hơi mệt một chút, nó hơi choáng váng, hơi khó chịu, nhưng mà chỉ cần mình vượt qua được khoảng chừng 12 tiếng đầu tiên thôi là sau đó thì cơ thể của mình bình thường, em đã không thấy bị gì hết. Nhưng mà một người bạn của em cũng làm giống như em vậy, nhưng mà chịu không được mỗi một ngày. Đến tối là bắt đầu là chịu không được, là give up, là ăn thôi. Nhưng mà còn em thì 3 ngày liên tục vậy, em không ăn gì hết. Và em xuống được 8 pounds trong 3 ngày đó. Wow. Và thấy bình thường không có gì hết. Giỏi quá. Yeah. Mà Mỹ Linh có làm việc trong suốt 3 ngày đó hay em không? Em làm việc bình thường. Vẫn xài đầu óc làm việc. Dạ, vẫn làm việc bình thường, vẫn đi làm, vẫn về đúng giờ dậy, không có nghỉ, không có gì hết. Em thấy cơ thể em hoàn toàn bình thường. Có thể là tại vì em còn trẻ chăng? Rồi xong rồi nhiều energy, cái nó cuốn mình vào công việc, cái em quên mất cái việc là em bị đói cả ngày hôm đó. Nhưng mà thấy bình thường. Dạ. Thì Na cũng đã từng thử detox 3 ngày rồi. Thì mình cũng pass. Yeah. Tất nhiên sau 3 ngày đó mình cũng pass, nhưng mà Tina xài uống cái product của cái hãng này Tina mua, nó gọi là Julia Detox, mình mua trên online đó. Amazon thì họ gửi từ nhà tới mình. Một ngày như vậy nó có 6 cái bình để cho mình uống. Yeah. Thì những cái bình đó người ta đã lựa ra buổi sáng uống bình nào, buổi trưa uống cứ mấy tiếng hồ. Yeah, mình phải đó, uống. Thì buổi chiều thì họ cho mình những cái bình mà nó có những cái chất có nhiều protein hơn, hai cái bữa chính. Còn thí dụ sáng thì cái chất nước trái cây trong đó thì cái chất chuyên về trái cây thôi, nó không có nhiều protein. Thì Tina thấy cái công thức của cái cô đó đó rất là tốt. Nhưng mà thực sự mà nói đó thì cái khả năng sau ngày đầu tiên thì mình thấy bình thường, qua ngày thứ hai thì Tina thấy cái khả năng suy nghĩ của mình nó hơi bị yếu, tại mình đói bụng. Mình nghĩ tới cái chuyện mình đói hay sao đó thì lại đầu óc của mình suy nghĩ, tại mình làm việc đầu óc nhiều hơn là tay chân thật sự. Yeah. Một khi mình muốn suy nghĩ cái gì đó mình phải tập trung. Yeah. Thì nó thiếu cái khả năng tập trung. Oh. Nhưng mà end up thì thế nào cũng qua khoảng 3 ngày. Yeah. Nó cũng mất đi 2 pounds thì phải. Dạ, còn em thì em mất nhiều lắm. Em mất tới 8 pounds. Dạ, rồi xong từ đó là từ đó xuống luôn bây giờ. Chanh. Thực ra đó cái việc mà mình uống nước chanh, nước rồi mình bỏ chanh vào mà không có cái gì trong đó thì mà uống liên tục nhiều ngày thì thực ra đối với y khoa thì nó không có tốt. Dạ, cái này thì em không uống nước chanh mà là chỉ là những cái loại trái cây giống có carrot, có broccoli đồ này kia, rồi cũng có chất chua trong đó thì nó trộn cùng với nhau, chứ không có những người detox rất là, em nghĩ là không khoa học lắm, là chỉ uống nước chanh thôi. Đúng rồi. Dạ, và uống nước chanh, uống nước giấm. Uống vậy thì em nghĩ là không hề tốt cho cơ thể, tại vì mình đã không ăn rồi mà uống những chất chua nó sẽ bào mòn cái bao tử của mình. Dạ, em nghĩ là cái điều đó là detox không có đúng, phải không chị? Đúng rồi, không có đúng. Nhiều người buổi sáng thì họ có nhiều người họ uống một ly nước chanh cộng với lại mật ong cộng với gừng, thì Tina thấy cái công thức đó nó tốt hơn. Tại vì nó có mật ong thì nó cũng có a little bit of chất đường. Nó cho mình chút xíu energy trong đó, đúng không? Và cái gừng là cái nó bảo vệ cái đường tiêu hóa của mình. Đó, cho nó làm cho cái acid. Nên quý vị nào mà có tự muốn detox đó mà uống nước chanh á, thì mình nên bỏ chút xíu mật ong và chút xíu gừng trong đó để mình giúp cho cơ thể mình bảo vệ. Nhưng mà như vậy đó thì cơ thể của mình nó có cái khả năng mà tự detox không chị? Khả năng tự detox là sao? Giống như là mình để cho cơ thể của mình nó tự thanh lọc, ví dụ như mình không ăn gì hết, mình chỉ uống nước thôi, rồi xong rồi cơ thể của mình nó sẽ tự động lấy vậy, mình có chịu nổi không? Mình chỉ uống nước thôi thì cũng ok. Nếu mình làm được, nếu mình chỉ uống nước trong vòng mấy ngày thì đang nghĩ không có nguy hiểm cho tánh mạng, tại vì mình đã từng thấy có nhiều người người ta không ăn tự uống nước 2-3 ngày, tại vì người ta đói, người ta không có đồ ăn thì người ta cũng sẽ sống được trong 2-3 ngày. Nhưng mà cái đó đâu phải là cơ thể của mình muốn đâu, tại mình muốn mà, mình ép vậy. Đúng không, mình ép cơ thể của mình. Nhưng mà Tiên Đăng không có nghĩ cái đó là cách tốt đâu để mà giảm cân đâu. Đúng không? Thì có thể là một tháng mình cho cơ thể mình nghỉ ngơi một hai ngày, mình uống nước trái cây, hay là người ta nói đúng ra sách vở người ta khuyên là mình không có nên detox liên tục như vậy, nhưng mà mình nên bỏ cái thêm trong cái
cái diet của mình đó, mỗi ngày mình nên uống nước trái cây 1-2 lần. Mình uống nhiều quá cũng không tốt, tại vì nước trái cây rất là nhiều đường. Yeah. Nếu mình chỉ tiêu thụ nước đường không, mà mình không có tiêu thụ những cái chất protein này nọ, thì nó dĩ nhiên là nó không có well balance, nó không có cân bằng, nó không, sẽ không có tốt đâu. Yeah. Mỹ Linh. Uh-huh. Yeah. Cho nên uống nước trái cây một mình mà không không có uống những cái trái cây mà nó có chất protein giống như đậu nè, đậu phộng, đậu nành, những cái chất rau quả mà rau cải mà có protein thì không có đúng. Dạ. Nhưng mà như vậy đó, lời khuyên mà dành cho quý vị nào mà mình hơi overweight một chút xíu mà mình muốn giảm cân một cách tương đối và có hiệu quả, thì thực ra detox cũng là một cái cách mà mình có thể thực hiện, mà nó không có gây nguy hiểm lắm đó, phải không chị? Giống như bản thân em làm thì em cũng thấy nó rất là, không biết là những người khác thì sao, nhưng nó rất là work cho em. Mà em hồi trước là em 118 pounds, mà bây giờ em còn có 100 pounds thôi. Mà từ khi cái lần detox đó là nó xuống từ từ từ, mà cơ thể em rất là khỏe mạnh, nó giảm một cái từ từ mà không kèm theo bất kỳ một cái phản ứng nào với cơ thể hết. Nhưng mà Mỹ Linh có tin là tại vì nhờ cái lần detox đó mà mình đã xuống được 8 pounds rồi, bây giờ mình bị cái lần đó mà mình xuống luôn không? Từ đó tới giờ Mỹ Linh có muốn giảm pounds nữa hay không? Từ đó xuống thì em vẫn cứ muốn giảm pounds. Thì tại sao Mỹ Linh không thử nữa để coi thử nó giảm bao nhiêu pounds nữa? Chắc phải thử lần nữa. Dạ, mình phải thử nữa để mình biết giảm, thì mình mới biết chắc chắn là cái phương pháp đó nó có work cho mình hay không. Bây giờ thì Tina chưa dám khẳng định với Mỹ Linh đâu. Đúng không? Nhưng mà thịt cũng tốt, nếu mà mỗi tháng mình làm được 1-2 ngày mình ăn ít trở lại. Đó, giảm, thứ nhất là giảm bớt cái lượng calorie mà mình intake mình ăn vào. Thứ hai là cũng giảm bớt những cái chất protein, những chất cholesterol mà mình ăn trong thịt. Trong thịt này nọ, mình ăn được những cái chất protein mà từ trong rau quả là tốt. Đúng không? Như vậy làm cho cơ thể mình đỡ mệt thì cũng tốt, chứ làm cho bộ máy nó được nhẹ nhàng lại. Mình cứ giữ cơ thể mình điều đặn thôi. Nếu mà mỗi người mỗi tuần mà làm được một lần như vậy đó, một ngày như vậy, thì Tina nghĩ rất là tốt. Dạ. Nhưng mà lời khuyên là nếu như mà quý vị nào mà mình yếu, mình đang trong giai đoạn là mình bị bệnh, hay là mình thường có vấn đề về huyết áp này kia, thì em không nghĩ nên làm vậy. Thì giống người bạn của em mà thử cái cách detox giống em á, là chỉ có vấn đề huyết áp một chút xíu, cho nên nó là chị đuối liền luôn, đuối thấy rõ mặt mày xanh xám hết. Cho nên là lời khuyên là nên hỏi bác sĩ trước là tình trạng sức khỏe của mình đủ để cho mình làm cái này hay không. Và khi mình làm thì mình nói chung là có cách khoa học một chút xíu. Đừng có bao giờ uống giấm không trong vòng bao nhiêu ngày để mà detox, là đó là sai lầm vô cùng, phải không chị? Bà nhớ là exercise và ngủ đủ là hai điều quan trọng. Nếu mà mình muốn detox thì mình cũng phải giữ hai cái việc kia, chứ mình không có được bỏ hai cái đó. Đúng không? Giấc ngủ và tập thể dục là hai cái quan trọng cùng với lại cái detox. Và thưa quý vị, xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều.